Và liên tục chương trình là chương trình giao lưu giữa tất cả các đồng chí với những người làm chương trình. Mở đầu chương trình giao lưu là ca khúc bài ca đêm năm. Tôi vì xin phép được kính mời tất cả các đồng chí chúng ta cùng lên sân khấu và cùng hát cho nhau nghe, cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất để hát cho nhau nghe những ca khúc về đêm năm hay nhất. Xin mời các đồng chí. Một thời của đêm năm, đồng chí Lưu Đình Vệ, ca sĩ của Công an Hà Tĩnh, đồng chí Văn Trọng Điểm, ca sĩ của Văn phòng Bộ, đồng chí Lê Hữu Lý, ca sĩ của tất cả Công an Hải Phòng. Xin mời các đồng chí lên, chúng tôi sắp cùng ca sĩ của đất Long Thành đấy, mời đồng chí sắp cùng. Dạ vâng, xin mời anh Sáu Hồng và anh em lên đây cùng giao lưu với những người làm chương trình chúng em. Tất cả những đồng chí nào mà có năng khiếu văn nghệ, xin mời các đồng chí lên, ở đây có sẵn cả bạn nhạc. À, đồng chí Đinh Xuân Đấu, ca sĩ của đất Sơn La. Hãy subscribe cho kênh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các thành viên của đại gia đình Lê Năm
đang cùng nhau thực hiện lời hứa hẹn gặp nghĩa giữa Sài Gòn. Cuộc gặp mặt lần này được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có rất nhiều cựu sinh viên đi năm đang công tác và sinh sống cùng gia đình. Nay một lần nữa đánh một dấu mốc quan trọng vào hành trang kỷ niệm của toàn khóa đi năm chúng ta. Điều đặc biệt hơn nữa là bên cạnh gần 80 đồng chí được phân công công tác về các đơn vị địa phương phía Nam ngày ra trường, thì hôm nay còn có khoảng 100 đồng chí từ mọi miền của Tổ quốc cũng có mặt tại buổi hội khóa lần này. Trong một điều kiện xa cách về địa lý và về thời gian như thế này mà chúng ta có một buổi gặp mặt ngày hôm nay, bản thân tôi cũng như ban liên lạc của khóa D5 cảm thấy vô cùng xúc động và hạnh phúc. Thay mặt cho ban liên lạc, ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí thứ trưởng, các vị đại biểu, các cựu sinh viên D5 về dự cuộc gặp mặt gần như thế này. Thưa các đồng chí, còn nhớ vào dịp tháng 7 năm 2008 vừa qua tại thành phố Đà Nẵng, chúng ta đã tổ chức hội khóa kỷ niệm 30 năm ngày ra trường 1978-2008. Có thể khẳng định rằng kỳ hội khóa năm 2008 là một kỷ niệm sâu sắc nhất trong lòng mỗi anh chị em khóa đi năm chúng ta. Đó là kỳ hội khóa có nhiều cái nhất, thành công nhất trong lịch sử tổ chức hội khóa đi năm, với số lượng người đông nhất, vui nhất và được tổ chức công phu nhất, chu đáo nhất. Và lần hội khóa tại Đà Nẵng cũng đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tâm hồn các cựu sinh viên đi năm về tình đồng chí, đồng đội, đồng môn, đồng hương và tình nghĩa thầy trò sau 30 năm rời xa mái trường thân yêu. Cũng rất tình cờ khi phải treo nguyện vọng mong ước của nhiều anh em, và sau khi đã thống nhất với các đồng chí trong ban liên lạc tại thành phố Hồ Chí Minh, năm nay chúng ta quyết định tổ chức gặp mặt tại thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác, và đúng dịp cả nước đã thiết thực tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm